Đầm Tròn thuộc địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội. Cứ đến mùa hè, nơi đây trở thành bãi tắm tự phát của người dân trong cả xã Ngũ Hiệp và các xã lân cận. Và năm nào cũng có người chết đuối. Vụ đuối nước mới nhất xảy ra cách đây chỉ 2 tuần. Nạn nhân là Đặng Văn Hải, ra đi khi chỉ mới 24 tuổi, để lại sự đau đớn tột cùng cho người thân. Em nói xin phép là bố mẹ đi chơi. Nếu bảo là đi chơi độ 2 tiếng rồi về, nhưng ở đâu là đi chơi rồi là đi tắm nghỉ luôn. Sáng toàn công già bà già mấy trung tuổi thanh niên bơi, còn chiều đa số học sinh. Thế xung quanh gần nơi đây, như vừa rồi nó xảy ra một vụ cho nên là nó giảm bớt đi. Bởi vì đây nó nghi là có lốc xoáy. Đây không phải là vụ đuối nước đầu tiên xảy ra trong mùa hè này. Theo thống kê của Bộ Y tế năm 2017, trung bình Việt Nam có khoảng 6.600 người chết đuối, cao thứ 2 trên thế giới và đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Đuối nước cũng đứng thứ 2 trong số 5 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ nhỏ. Đáng chú ý, nguyên nhân hàng đầu gây đuối nước không phải là do nạn nhân không biết bơi, mà do chủ quan không tuân thủ các quy định an toàn khi bơi. Chưa rút, hai là cảm lạnh, ba là sổ mũi. Đúng không ạ? Thì là chuột rút gây nên như là các bạn khởi động không kỹ và là đói quá, các bạn xuống nước ngay sẽ bị chuột rút co cứng lại thì là sẽ dẫn đến chuột rút. Để hạn chế các tai nạn đuối nước, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ các quy định an toàn khi bơi, tuyệt đối tuân theo các biển chỉ dẫn nguy hiểm, không nhảy cắm đầu ở những nơi không có biển chỉ dẫn, không bơi ở vùng nước sâu, chảy xiết, có xoáy, không bơi khi trời đã tối, có sấm chớp, mưa, khởi động kỹ trước khi xuống nước, không ăn uống khi đang bơi để tránh sặc nước. Trong quá trình bơi thì chúng ta không nên cố gắng bơi ở những nơi có nguy hiểm sâu, vì không ai nói trước được điều gì nó xảy ra. Và cái thứ hai là trong quá trình bơi thì chúng ta trước khi bơi là mình phải khởi động kỹ, sau đó mới được xuống nước và kiểm tra kỹ dòng nước nó có lạnh hay không và để cho cơ thể thích nghi dần với nhiệt độ dưới nước. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng khuyến cáo khi phát hiện thấy có người bị rơi ngã xuống nước cần hô hoán kêu gọi mọi người đến ứng cứu giúp đỡ ngay từ khi nhìn thấy nạn nhân, nhanh chóng tìm kiếm bất cứ vật dụng nào có thể để cứu gián tiếp như xào, phao bơi, dây thừng, cho người đuối nước bám vào các vật dụng này để người trên bờ kéo lên. Tuyệt đối không được nhảy theo cứu nạn nhân nếu không biết bơi, không biết cách cứu đuối, tránh trường hợp trùng đuối như đã từng xảy ra.